Xin chào các bạn, trở lại với kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay mình có một cái chiếc xe cũng rất là đặc biệt. Cái điều đặc biệt mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay chính là cái phần thùng của nó. Thì đây là một chiếc xe 1 tấn 9 hoặc 2 tấn 4 vào thành phố, và thùng dài 4m3. Đây là phiên bản thùng kính. Toàn bộ của cái thùng kính này là bằng inox nha các bạn. Từ vách ngoài, vách trong, khung xương, cửa, dè, cản, là ngang, là dọc, sàn, tất cả toàn bộ là inox hết. Như các bạn thấy phía bên ngoài của cái thùng đây, nó là một cái lớp inox phẳng và có dọc sóng vài đường thôi. Các bạn có thể dán banner quảng cáo rất là đẹp. Đấy. Hai cửa sau bảng lời, tay khóa cửa bằng inox, cản inox, bao bảo hộ đèn này cũng bằng inox nè, lường cũng inox. Nói chung một cái xe full inox nha các bạn. Cái xe này khách hàng chở hải sản hoặc chở những đồ nước nhiều cho nên càng phải là dùng inox cho nên nó không bị rỉ sét nha các bạn. Và chiếc mẫu của xe, cái nền xe nền đây là cái xe Hyundai với số loại của nó là N250XL, sản xuất 2019. Hiện tại vẫn chưa có 2020 nha các bạn. 2020 cũng sẽ sắp có thôi. Và đây là phiên bản 2019 New Martin N250XL thùng dài 4m3. Tải trọng của nó là 1.9 và 2.4 và thành phố đó. Thì với cái chiếc xe này khá là nhỏ gọn, với chiều cao của thùng của nó thì 1m6 80 và chiều ngang của cái thùng là 1m8 và chiều dài của thùng là 4m3 20. Đấy. Xe thì tất cả linh kiện đều nhập khẩu từ Hàn Quốc và Hyundai Hàng Công ráp và sản xuất. Đường kính bánh mâm phía trước của nó là 16 inch, nhà vỏ là 6.5. Bánh phía sau thì nó nhỏ hơn, bánh phía sau nó chỉ là đường kính mâm là 13 inch và vỏ 5.5, bánh đôi. Thì cũng rất là nhiều cái video mình đã đề cập lên cái vấn đề tại sao cái bánh sau nó lại nhỏ hơn bánh trước, các bạn có thể đoán xem trong cái kênh của mình. Hôm nay mình chỉ giới thiệu cho các bạn phiên bản thùng thôi. Cản inox nè, lớp ngoài inox và tay khóa cửa của mình inox nè, bảng lề inox, và lớp trong là một lớp sàn inox sóng 304 và nó dày khoảng 2 ly nha các bạn. Đó. Rất là dày và rất là đẹp. Phía trong nó là một lớp inox luôn. Đó, khung xương của cái xe bằng inox luôn, khung xương thùng nằm giữa lớp trong và lớp ngoài đều bằng inox nha. Đó, toàn bộ inox. Đó. Thì chở hải sản thì các bạn biết rồi đấy, nước nhiều cho nên cần phải có inox toàn bộ. Đó là ngang là dọc của bằng inox luôn. Đó, tất cả đều bằng inox nha các bạn. Đó, cái bát giữ lại của cái đàn ngang này dọc cũng bằng inox luôn. Đó, nói chung là toàn bộ inox hết. Đấy, rất là chắc chắn và rất là đẹp. Inox thì dẫn đến cái thùng nó trở nên rất là sáng sủa và nó rất là đẹp và rất là tuyệt vời trong quá trình mà bảo quản chống rỉ, chống sét với những cái mặt hàng nước hoặc là muối. Đó, những cái mặt hàng mà tiếp xúc dễ bị ăn mòn không nên dùng sắt, phải dùng toàn bộ bằng inox. Đó, tay khóa cửa, bảng lề của cái thùng đều bằng inox. Bên mình đóng bằng inox rất là dày nha, từ một rất là dày luôn cho các bạn á, 6 gem trở lên. Đó, vách trong vách ngoài nhìn cái sàn hộp sống khá là đẹp, bao lường tất cả đều bằng inox hết. Với cái xe Hyundai này rất là nổi tiếng nè, sử dụng động cơ D4 CV của Hàn Quốc, tiêu chuẩn thải D4, khung giờ điện tử là tiết kiệm nhiên liệu. Xe thì dung tích là 2.5 lít và công suất đạt 130 mã lực tại một chỗ 3.6. Đó, thì cái đó là những cái vấn đề mình nói thêm về cái dòng xe này. Và trong kênh mình đã có rất là nhiều về cái giới thiệu về cái dòng xe Hyundai này, các bạn có thể đón xem trong cái kênh của mình. Đó, phía sau dùng nhíp là phuộc, thì nhíp nó chỉ dùng một tầng thôi. Cầu nó cũng rất là ok, chịu tải cũng rất là tốt. Tuy cái bánh nó nhỏ nhưng mà cái dàn nhíp và dàn cầu phía sau nó cũng khá lớn, xung lốc xi cũng khá là cứng cáp cho nên cái phần cổng tải nó cũng khá là ok, nên các bạn cứ yên tâm. Đó. Nước sơn màu trắng rất là đẹp, nó có hai màu, màu xanh và màu trắng. Cụm đèn pha rất là lớn nè, đèn cản, đèn sương mù nó rất là lớn nè, giúp các bạn quan sát rất là dễ dàng và bám đường rất là tốt trong cái thời tiết xấu. Đó. Gương chiếu hậu nó cũng rất là lớn để quan sát, mặt gương nó cũng khá là rộng. Cái dạng cabin này, cabin lật
dỡ một cục, dỡ cái cabin lên sẽ thấy được cái máy bên trong và khá là đẹp. Thì muốn biết chi tiết về cái giá xe cũng như là cái giá thùng, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0937 95 342 để bên mình có thể trực tiếp tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về giá lăn bánh, về tỉnh, giá thùng và giá xe một cách hoàn thiện hơn cho các bạn, để các bạn có thể lựa chọn một cách chính xác về một cái chiếc xe này. Xe này chỉ hơn 500 thôi các bạn, hơn 500 một cái xíu, nên giá cũng rất là ok, rất là mềm cho các bạn chở hàng hóa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo giới thiệu xe của mình.